cố gắng em nghe, chú miệng hay đeo nha.
ยสิ้นนะแม่con ơi cho chị xin xin nước muối là rửa mặt rồi chứ gì là lỏng chứ em nha, thương gần xong rồi. Để Thâu cho lên lầu cho mát đi, trên nó có bật điều hòa không? Lên trên luôn đi em. Xong rồi, ráng đi em. Thả lỏng hít sâu, thở đều từ từ. Thả lỏng nha. Xí nữa mới đau, với mấy cục này chưa đâu. Lon nờ nó mình có quay nữa không chứ? Thôi ba cái thôi, đi ly với lại Kumo. Cái đó hả? Chắc không, tại vì cô bị viêm. Xíu nữa, 10 phút nữa sao? Xí em, gần xong rồi nha. Thả lỏng. Chịu đau không được. Quá mệt người lắm á, bị mỏi cơ. Không ngon gì ăn hả?
chịu không nào. Cố gắng xí dụng miệng này nữa là xong đây.